Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hơn 20 năm có nghề trồng hoa. Mô hình thanh niên phát triển kinh tế từ cây dược liệu tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trường Trung học cơ sở Kinh Bắc, Bắc Ninh đạt giải nhì quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Hải Dương cần sự đồng thuận của nhân dân để xây dựng nhà máy rác thông minh. Phụ nữ Bắc Ninh và phong trào làm sạch đồng ruộng. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt 50% quy chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên tại tỉnh Hải Dương. Theo tổng hợp của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 26 đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập. Trước đó, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, xã Kênh Giang đã được sáp nhập với xã Văn Đức để thành lập phường Văn Đức, thành phố Chí Linh. Đây là đơn vị hành chính cấp xã đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Hiện toàn tỉnh còn 25 xã sẽ phải tiến hành sáp nhập do không đảm bảo cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Trong đó nhiều nhất là huyện Ninh Giang có 9 xã trong diện phải sáp nhập, tiếp đến là các huyện Giao Lập, Kim Thành, Thanh Hà, mỗi địa phương có 3 xã, Cẩm Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện mỗi huyện 2 xã, thành phố Hải Dương và các huyện Bình Giang, Nam Sách mỗi địa phương 1 xã. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Trong kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, tỉnh ủy Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại, từ năm 1997, nhiều hộ dân tại thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên mạnh dạn chuyển đổi sang nghề trồng hoa. Toàn thôn hiện có gần 50 hộ trồng hoa với tổng diện tích 10 ha, trong đó cúc là loại hoa chủ lực. Theo các hộ trồng lâu năm như anh Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Duy Hào, Nguyễn Duy Sơn cho biết, ban đầu các hộ chỉ trồng hoa cúc vàng, tuy nhiên nhận thấy nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của thị trường nên các hộ trồng hoa đưa thêm nhiều giống hoa cúc với màu sắc khác nhau vào trồng như tuyết trắng, ánh bạc, nhung đỏ, pha lê vàng. Tùy thuộc vào từng giống hoa và thời điểm bán trong năm, giá hoa cúc dao động từ 2 đến 5.000 đồng một cành. Tính trung bình 1 hecta trồng hoa sẽ cho thu lãi từ 250 triệu đồng trở lên. Những năm gần đây, mô hình phát triển kinh tế từ cây dược liệu do thanh niên làm chủ tại cụm công nghiệp Quỳnh Sao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Liên hiệp Hợp tác xã Nông dược Thái Bình là liên hiệp hợp tác xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình, gồm 5 thành viên, trong đó có 4 hợp tác xã kiểu mới. Mỗi năm, Liên Hiệp thu mua từ 170 đến 180 tấn dược liệu khô, tạo việc làm cho 80 lao động trực tiếp. Đại diện Liên Hiệp Hợp tác xã Nông dược Thái Bình mong muốn được tạo điều kiện để Liên Hiệp đăng ký thương hiệu sản phẩm, được hỗ trợ vốn và tạo điều kiện thành lập Hiệp hội Nông nghiệp sạch của tỉnh Thái Bình. Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp và làm mới hệ thống giao thông nông thôn và đường trục chính nội đồng. Đến nay, 100% số xã đã đạt chuẩn tiêu chí về giao thông. Trên 75 km đường giao thông trục xã liên xã được bê tông và nhựa hóa. Hơn 120 km đường giao thông trục thôn, mặt đường được bê tông hóa. Gần 140 km đường ngõ xóm và trên 60 km đường trục chính nội đồng được bê tông và cứng hóa. Các tuyến đường được đầu tư nâng cấp và làm mới đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian tới, thành phố Phủ Lý tiếp tục tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trung tâm, xã và khu dân cư, đồng thời bổ sung các biển báo giao thông tại các nút giao cắt, các tuyến đường trục xã và các tuyến đường thôn để đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho nhân dân. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều chính sách trợ giúp người nghèo một cách kịp thời, hiệu quả. Trong đó, điển hình là dự án giảm nghèo thông qua hỗ trợ nuôi dê sinh sản tại hai xã Khánh Trung và Khánh Công. Nhờ đó đã tạo sinh kế bền vững, giúp các hộ nông dân nâng cao thu nhập. Nuôi dê sinh sản là mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện đầu tư mua con giống về nuôi, đa phần do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất.
Vì vậy, để dự án hỗ trợ nuôi dây sinh sản đạt hiệu quả, huyện Yên Khánh đã chọn 20 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, có đủ điều kiện về lao động, sức khỏe thuộc hai xã Khánh Trung và Khánh Công để hỗ trợ với tổng nguồn vốn 200 triệu đồng. Ngoài được hỗ trợ về vốn để mua tối thiểu mỗi hộ 5 con giống, các hộ còn được cán bộ nông nghiệp của huyện trực tiếp hướng dẫn, xây dựng chuồng trại, quy trình chăn nuôi, cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh để dây sinh trưởng phát triển tốt. Chính vì vậy, tổng đàn của các hộ hầu hết đều đã tăng. Đối với xã Khánh Công được thực hiện cái đề án nuôi dê thì nói chung là mục đích là xóa đói giảm nghèo, thì chúng tôi đã lựa chọn các cái hộ như thế là nghèo trước xong đến cận nghèo đến hộ thoát nghèo. Đấy thì cả xã như thế là có 8 hộ là có đủ điều kiện lao động này và đủ điều kiện chuồng trại này thì chúng tôi duyệt để nó đảm bảo cái mô hình mà đã gia đình nào mà đã nuôi để phát triển kinh tế là bền vững chứ không phải nuôi theo cái kiểu phong trào. Để đảm bảo cho các đàn dê của các hộ gia đình phát triển thì Ủy ban nhân xã cũng đã có cái phối kết hợp chặt chẽ với trạm thú y và trạm khuyến nông của huyện để tổ chức các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết hợp với các cấp hội để liên kết với ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ từ cái nguồn vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo để cho các hộ gia đình tiếp tục phát triển đàn dê. Mặc dù dự án giảm nghèo thông qua hỗ trợ nuôi dê sinh sản mới được triển khai thời gian ngắn, nhưng qua tín hiệu lạc quan từ chính những hộ đang trực tiếp chăn nuôi, có thể thấy đây là một mô hình phù hợp với người nghèo tại địa phương nhằm tạo được nguồn sinh kế lâu dài để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, nằm trải dài bên bờ sông Ninh Cơ với nhiều tiềm năng thế mạnh sẵn có, thời gian qua, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã phát triển mạnh các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa dạng, thu hút nhiều lao động địa phương. Toàn xã Trực Hùng có khoảng 4 cơ sở sản xuất sợi PE, trong đó cơ sở ở xóm 18 đã tạo việc làm cho từ 20 đến 25 lao động trực tiếp và gần 500 người thường xuyên nhận việc về làm tại nhà, gia công sợi PE thành các loại dây, chảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Nghề đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy cũng từng bước phục hồi, phát triển trở lại với các cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương, thu nhập khoảng trên 200.000 đồng một ngày. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Trực Hùng. Thì đối với quan điểm địa phương thì cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các cái tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp để thực hiện cái việc mà phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhất là tạo điều kiện về cái cơ sở mặt bằng, ở các cái vị trí nó thuận lợi để tạo điều kiện tốt nhất cho cái việc mà các cái cơ sở hoặc là các cái doanh nghiệp thực hiện cái việc mà phát triển, đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp để ứng với lại cái đặc thù của địa phương. Thì năm 2019 gần đây thì hiện nay thì toàn bộ các cái cơ sở sản xuất, nhất là đóng mới tàu thuyền thì có cái dấu hiệu phục hồi rất là tốt. Hiện nay cái lực lượng của địa phương ấy, lao động của địa phương ấy, mà tham gia để hoạt động vào cái ngành công nghiệp tàu thủy này, tôi nghĩ là cũng xung quanh thường xuyên từ đầu năm 2019 này thì cũng đã thu hút được khoảng độ 5-700 lao động. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, đời sống của người dân xã Trực Hùng đã được cải thiện, nâng cao, số hộ khá giàu tăng nhanh. Năm 2019, xã Trực Hùng phấn đấu đưa thu nhập sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của toàn xã lên trên 350 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt mức 42 triệu đồng một năm. Để góp phần lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại luôn được các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, ngăn chặn các mặt hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng và bình ổn giá cả thị trường, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra về giá cả, chất lượng hàng hóa, kiểm soát tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng trên địa bàn. Qua đó nâng cao nhận thức cho các chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc niêm yết giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm, không xảy ra trường hợp bán hàng quá hạn sử dụng, hàng gian, hàng giả. Ngoài tăng cường kiểm tra tại các trung tâm thương mại, siêu thị, lực lượng quản lý thị trường cũng đang tập trung kiểm tra kiểm soát tình hình buôn bán, vận chuyển gia súc gia cầm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu thụ sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến nhân dân. Huy
Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương có bề dày thành tích trong các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm 2018, huyện đăng ký thi đấu 10 trên 12 môn thi đấu trong chương trình đại hội. Kết quả thi đấu đạt 56 huy chương, trong đó đạt 19 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, lọt vào top đầu trong bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn tham gia đại hội. Có được thành tích trên, những năm qua, huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn những vận động viên xuất sắc từ Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thời gian luyện tập cho các vận động viên. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện thường xuyên tổ chức các lớp năng khiếu cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở vào dịp hè để thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng hạt nhân tham gia các giải phong trào thể dục thể thao huyện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 đã diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2019, khu vực phía Bắc tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Đoàn tỉnh Bắc Ninh do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh dẫn đoàn có 9 dự án tham gia với 18 học sinh đến từ các trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ và Trung học Cơ sở Kinh Bắc. Trở về từ cuộc thi này, dự án trồng rau thủy canh thông minh Hồ Phồ của Trường Trung học Cơ sở Kinh Bắc đã vinh dự mang về giải nhì duy nhất cho toàn đoàn. Đây là thiết bị trồng rau thủy canh thông minh Hồ Phồ mà các em Phạm Đức Linh và Nguyễn Thị Minh Hương đã miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thiện bắt đầu từ tháng 9 năm 2018. Với dự án này, người trồng rau có thể điều khiển thiết bị tự động bằng smartphone có kết nối Internet với các cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, mực nước. Em đã làm máy này trong cái vỏ ngoại thất của nó, mất tận hơn 2 tháng để có thể đánh giáp mài rũa. Thì điều này nó khá là ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì mình phải tiếp xúc với nhiều khói bụi. Và đây là điều khó khăn đối với chúng em. Tôi là một giáo viên trực tiếp mà hướng dẫn các cháu thì tôi thấy các cháu là rất là say mê, tìm tòi và rất là chăm chỉ. Cái khó đối với các cháu năm nay là vì các cháu là học sinh cuối cấp cho nên cái thời gian thì là không có nhiều. Nhiều buổi sau khi học xong thì các cháu phải ở lại để làm. Và từ đầu năm học đến lúc đi thi thành phố cấp tỉnh và cấp quốc gia thì khoảng vài tháng liền là các cháu ở lại buổi tối. Trung bình từ 7 rưỡi đến 8 giờ và cũng rất nhiều hôm là ở lại từ 9 giờ đến 9 rưỡi. Sự đam mê và tài năng đã dẫn đến sự thành công và có được cái kết quả như ngày hôm nay thì tôi thấy các cháu thật là xứng đáng. Trong thời đại công nghệ 4.0, cuộc thi khoa học kỹ thuật càng trở nên quan trọng và cần thiết, khuyến khích học sinh tích cực nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra của đời sống thực tiễn. Với việc khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật của thành phố, của tỉnh, tiến tới các cuộc thi cấp quốc gia, Trường Trung học Cơ sở Kinh Bắc vinh dự có 2 năm liền, năm học 2017-2018 và 2018-2019 có giải nhì quốc gia về cuộc thi khoa học kỹ thuật. Đây là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng giúp nhà trường hướng học sinh đến phong trào học đi đôi với hành. Qua cái cuộc thi khoa học kỹ thuật này thì giúp các em có thêm cái ham mê học hỏi và có cái sự ham mê vận dụng các cái kiến thức của môn học vào các cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật để cho các em làm cho ham thích học hỏi hơn, say mê với các môn học hơn và giúp các em có được cái kỹ năng để ứng dụng môn học vào thực tiễn, giải quyết các cái tình huống trong thực tế cũng như là trong các cái khoa học kỹ thuật. Và rất vinh dự là em Linh này đã có 2 năm liền đạt giải nhì quốc gia về cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật, là em là học sinh có triển vọng và hy vọng rằng em sẽ tiếp lửa cho các em học sinh thế hệ tiếp theo của nhà trường, để các em học sinh trong nhà trường là tham mê, học hỏi, yêu thích và nghiên cứu khoa học. Với dự án trồng rau thủy canh thông minh Hopfo của hai em Phạm Đức Linh và Nguyễn Thị Minh Hương, ngoài việc được Ban tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019 khu vực phía Bắc đánh giá cao, cuộc thi này chắc chắn đã mang cho các em những trải nghiệm và bài học quý giá để từ đó tiếp tục hoàn thiện dự án, hoàn thiện mình, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Vài năm trở lại đây, hiện tượng đốt vàng mã liên tục được phản ánh gắt gao. Tiền thật mua tiền giả, lãng phí, ô nhiễm, nhưng để khuyến cáo người dân giảm thiểu việc đốt vàng mã còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tại một số ngôi chùa trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nói không với vàng mã từ nhiều năm nay. Gần 10 năm nay, tại chùa Hương Lâm, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã vận động Phật tử và bà con nhân dân không đốt vàng mã tại chùa cũng như tại gia đình. Người đi lễ quan trọng là sự thành tâm,
nếu mang lễ vật theo thì chỉ là hương, hoa, trà, quả. Ban đầu khi thực hiện việc không đốt vàng mã, nhà chùa cũng gặp phải sự phản đối của người dân. Nhưng nhờ sự kiên trì giáo hóa, đến nay 100% người dân khi đi lễ tại chùa Hương Lâm đều không mang theo vàng mã. Trước bà chùa còn ấy, là bà chùa cứ hay cho người ta là lên đồng này, thế rồi là hóa vàng mã nhiều lắm. Thế xong về sau đó thì khoảng 2 năm ấy thì là nhà chùa thấy là nó cứ hằn học trong lương tâm. Vì là cái vàng mã này là nó không có giải quyết được cái việc lợi ích cho Phật tử. Thế nhà chùa mới quyết định là giáo hóa cho các Phật tử là không vàng mã. Đầu tiên thì các Phật tử chưa nghe ra thì là thế thì người ta cũng bực nhưng mà về sau dần dần thì là được một số các Phật tử là nhiệt tình ủng hộ. Đến bây giờ nói chung là tốt, nhà chùa giáo hóa các Phật tử là thông qua các cái buổi là làm lễ vào hè này, ra hè này, hoặc làm lễ đầu năm, hoặc là vào các cái buổi tụng kinh buổi tối. Không chỉ giúp mọi người nhận thức rõ hơn về sự hiểu biết lệch lạc khi sử dụng vàng mã trong các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, nhà chùa còn vận động người dân dùng số tiền đốt vàng mã đó đi làm từ thiện nên đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Lúc đầu thì cũng nhận thức là cứ mỗi một khóa lễ hoặc là làm một cái việc gì đó là phải có vàng, có mã, có quần áo. Ví dụ như là cúng chúng sinh ở ngoài trời thì đầy một mâm vàng mới tiền. Thì đấy là nguyện vọng của các Phật tử nói chung. Nhưng mà khi thầy thấy được những cái đặc điểm của Phật tử nói chung và trong đó của tôi thì thầy cũng đã giáo hóa một cách rất là kiên trì, phân tích cho biết là cái sự lợi ích của cái việc không đốt vàng mã. Và cũng biết là cái việc mà đốt vàng mã thì rất là lãng phí. Có khi đầy một sân, đầy một mâm quần áo vàng mã đốt đi tốn bao nhiêu tiền thì biến thành những cái tiền đưa vào hòm công đức để thầy đi làm từ thiện. Và người ta thấy rằng cái lợi ích ấy nó thiết thực hơn, cứu được những người nghèo khổ. Hay tại chùa Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên nhiều năm nay cũng đã thực hiện việc không đốt vàng mã. Trong chùa không xây dựng nơi hóa vàng mà chỉ có một chiếc lư hương dùng để hóa sớ trong các dịp lễ của nhà Phật. Đồng thời, nhà chùa cũng dựng các bảng nội quy khi vào chùa có quy định hạn chế thắp hương và không đốt vàng mã. Các lễ vật đặt trên bàn thờ cũng chỉ có hoa quả, bánh kẹo và nến. Việc không đốt vàng mã cũng đã trở thành quy định tại một số ngôi chùa như chùa Cổ Am, chùa Phố, thành phố Hưng Yên. Nhờ có những ngôi chùa quy định không hóa vàng đã giúp cho ý thức người dân từng ngày một nâng cao. Nhiều người khi đi lễ đã thực hiện đúng sự văn minh lịch sự mà vẫn đảm bảo giữ gìn văn hóa truyền thống, đồng thời nhận thức được tác hại của việc đốt vàng mã. Tuần rằm mùng 1 thì bao giờ chúng tôi cũng có nén nhang thơm và lọ hoa đẹp để lên dâng lên cửa Tam Bảo để lễ Phật. Vàng tiền thì chúng tôi rất là hạn chế. Việc chấm dứt tình trạng đốt vàng mã không phải là ngày 1, ngày 2 có thể thực hiện được ngay. Nhưng với sự kiên trì của các vị sư trụ trì, ý thức của người dân tốt dần lên, tình trạng đốt vàng mã ở những nơi thờ tự Phật và tại gia đình sẽ ngày một hạn chế. Hiện nay, thành phố Thái Bình có rất nhiều hàng quán bán bánh mì, tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗ hổng đối với các điểm bán bánh mì đường phố để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh mì thường được bán theo dạng thức ăn đường phố. Phần nhân của bánh mì được chế biến sẵn. Vì vậy, người tiêu dùng không dễ xác định chúng có nguồn gốc như thế nào. Nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao nếu những sản phẩm này bảo quản không đúng cách. Tuy nhiên, đa phần người bán bánh mì lại xem việc bảo quản là công việc đơn giản, nên chưa lường hết được những mối nguy có thể xảy ra. Theo phân cấp, việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm mặt hàng bánh mì bày bán ở các tủ lưu động do địa phương đảm nhiệm. Nằm trong những nội dung thực hiện mô hình 50 ba sạch do Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh phát động, thu nhặt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm sạch đồng ruộng. Công việc tưởng chừng như độc hại vất vả này lại được chị em hội viên phụ nữ xã Minh Đạo, huyện Tiên Du thực hiện hăng hái tích cực. Với suy nghĩ đơn giản, góp thêm công sức nhỏ bé của mình để gìn giữ bảo vệ môi trường sống của chính thế hệ mình và con cháu họ. Những chiếc túi ni lông, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi dùng vứt vương vãi khắp các sư đồng, bờ mương, bãi cỏ, thì nay được chị em hội viên phụ nữ xã Minh Đạo thu gom, nhặt lại. Bình quân từ 1 đến 2 tháng một lần, lúc cao điểm mùa vụ, các hộ phun thuốc trừ sâu thì 2 tuần một lần. Chị em hội viên phụ nữ địa phương lại xuống đồng thu nhặt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giúp vỏ bao bì sau thu gom được đổ vào bể chứa rác để đốt và xử lý. Tại xã Minh Đạo, từ nguồn ngân sách địa phương để xử lý ô nhiễm môi trường từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,
xây dựng ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã bàn bạc thống nhất, ban hành nghị quyết cụ thể hóa mô hình 503 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch đồng, thực hiện đầu tư xây dựng 43 bể chứa rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở khắp các sư đồng trên địa bàn. Việc làm của chị em phụ nữ xã Minh Đạo, cho dù nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.